xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 28. Quá trị trước khi phẫu thuật ung thư vú làm tăng nguy cơ di căn xa. Một nghiên cứu mới được tiến hành chủ yếu ở chuột cho rằng quá trị trước phẫu thuật ung thư vú có thể gây ra những biến đổi trong tế bào và xung quanh khối u có khả năng làm tăng nguy cơ di căn xa. Nghiên cứu chỉ ra rằng một số loại thuốc quá trị làm tăng số lượng các cấu trúc vi thể trong khối u vú gọi là vi môi trường giúp khối u di căn. Thuật ngữ dịch từ Tumor Microenvironment of Metastasis, viết tắt TMEM, cũng như số lượng các tế bào ung thư trong máu. TMEM hoạt động như những cánh cổng giúp các tế bào ung thư xâm lấn thoát khỏi khối u và di chuyển vào máu dẫn tới di căn xa. Tiến sĩ Ken Hunter và Stanley Lipkowitz thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư của Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ không trong nhóm nghiên cứu trên, cho rằng những phát hiện này rất thú vị và quan trọng cần phải nghiên cứu thêm để chứng minh mối liên quan của phát hiện này là kết cục của bệnh nhân. Tiến sĩ Lipkowitz cũng nhấn mạnh rằng nhiều nghiên cứu lâm sàng đã so sánh quá trị trước hay còn gọi quá trị tân hỗ trợ, cũng như sau phẫu thuật hay còn gọi là quá trị hỗ trợ, và không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy những bệnh nhân được quá trị trước có kết cục xấu hơn. Tiến sĩ Meza Ostay thuộc Đại học Y khoa Albert Einstein trong nhóm nghiên cứu trên cũng đồng ý với ý kiến trên và cho biết có nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy quá trị có thể chữa khỏi bệnh nhân ung thư vú khu trú và kéo dài tuổi thọ ở những bệnh nhân bị di căn. Một nghiên cứu vào năm 2015 do tiến sĩ Condolis dẫn đầu đã theo dõi TMEM trên chuột. Nó cho thấy các đài thực bào trong TMEM làm nới lỏng sự kết nối chặt chẽ thông thường giữa các tế bào nội mô, mở cửa tạm thời trong thành mạch máu làm cho các tế bào khối u có thể chui xuyên qua và đi vào mạch máu, dễ dàng lan đến các cơ quan khác của cơ thể. Trong một số nghiên cứu khác, các nhà nghiên cứu của nhóm Einstein và cộng sự đã cho thấy mối tương quan giữa số lượng các vị trí TMEM trong các mẫu khối u của bệnh nhân và nguy cơ di căn tăng ở ung thư vú có thụ thể estrogen dương tính và SER2 âm tính. Đây là loại ung thư vú phổ biến nhất. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra các khối u của chuột được điều trị với thuốc hóa trị paclitaxel có TMEM hơn 2 đến 3 lần so với những con chuột không dùng thuốc. Paclitaxel cũng làm tăng hoạt tính TMEM trong hai mô hình chuột được điều trị so với chuột không được điều trị. Ngoài ra, điều trị bằng paclitaxel tăng gấp đôi số lượng các tế bào khối u trong tuần hoàn và tăng vi di căn trong phổi của những con chuột được điều trị so với chuột không được điều trị. Trong báo cáo của tiến sĩ Ostay, không chỉ paclitaxel có khả năng làm tăng sự hình thành TMEM mà còn có các thuốc khác cũng có tác dụng đó như doxorubicin và cyclophosphamide. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng đã nghiên cứu một số thuốc thử nghiệm ngăn chặn được TMEM. Tiến sĩ Sparano nói, nhìn chung, những phát hiện của chúng ta đã khám phá ra một tác động trước đó không được biết của quá trị và một chiến lược tiềm ẩn để đảo ngược nó. Cuối cùng, tiến sĩ Ostay nói, những phát hiện của chúng ta trong nghiên cứu này và những nghiên cứu khác của chúng ta có thể dẫn đến việc xét nghiệm được các dấu hiệu dự đoán và tiên đoán mới, bao gồm mật độ TMEM để xác định những bệnh nhân có nguy cơ tái phát ung thư. Nghiên cứu này cũng có thể dẫn đến cách tiếp cận điều trị hoàn toàn mới để phòng ngừa di căn là nguyên nhân chính gây tử vong cho bệnh nhân ung thư vú. Sự thật, phát hiện quá trị trước khi phẫu thuật ung thư vú làm tăng nguy cơ di căn xa chưa thể phủ nhận phương pháp điều trị quá trị hiện tại. Thạc sĩ bác sĩ Trần Hoàng Hiệp. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.